Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, bây giờ là chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Mở đầu là tin liên quan đến Atlanta. Cựu chiến binh trên chuyến bay Frontier trấn áp nghi can được vũ trang bằng dao cắt hộp. Các cựu chiến binh trên chuyến bay của Frontier Airlines từ Cincinnati đến Tampa đã thử thách bản năng của họ vào ngày cựu chiến binh 11 tháng 11. Các viên chức TSA nói rằng một sự xáo trộn có liên quan đến một hành khách thất thường với vũ khí trên máy bay buộc chuyến bay phải chuyển hướng đến phi trường Atlanta vào tối thứ Sáu. Hành khách tên là Larry Cumberbatch kể lại, người phụ nữ đến và nói với chúng tôi rằng người ngồi bên phải của cô có một vũ khí và khoe vũ khí với cô, nói rằng anh ta sẽ chém nhiều người trên chuyến bay này. Larry, một cựu chiến binh hải quân Mỹ, nói với Fox 5 rằng thành viên phi hành đoàn đã nhắn tin cho anh và cho một cựu thành viên khác của quân đội trên máy bay để giúp khuất phục nghi can nếu có bất cứ điều gì leo thang. Vì vậy, họ nghĩ ra kế hoạch để đổi chỗ anh với người phụ nữ đã thông báo cho phi hành đoàn về những lời đe dọa. Larry kể tiếp, anh ta có một vũ khí và tôi không biết đó là loại vũ khí gì. Tôi nói, từ bây giờ tôi sẽ ngồi đây. Anh ta la lên, không, chỗ này là của một cô gái trẻ. Anh ta trở nên điên cuồng và sau đó anh ta đứng dậy rồi đi ra phía sau máy bay. Khi máy bay hạ cánh ở Atlanta và hành khách bắt đầu đi xuống, nghi can từ chối xuống máy bay và sau đó đi về phía tiếp viên với hai tay đút vào túi. Vừa lúc đó, một người đàn ông khác từng là một cựu cảnh sát tiến tới và trấn áp anh ta. Theo lời kể của Larry, người này lo ngại chuyển động của chúng tôi sẽ gây hại cho tiếp viên phi hành đoàn. Do đó, người này tấn công trước, áp sát anh ta và quật anh ta ngã xuống đất. Cảnh sát Atlanta đã bắt giữ nghi can. Larry Cumberbatch và những người hỗ trợ nhận được lời khen ngợi từ hành khách vì sự dũng cảm của họ. Larry khiêm tốn nói rằng, phục vụ trong quân đội đó là những gì mà chúng tôi làm. Nhà chức trách chưa xác định danh tính nghi can hoặc chia sẻ bất cứ điều gì về chi tiết trong vụ việc này. Tin tiếp theo, hiệp hội chủ nhà ở Gwinnett County bị phản đối khi bắt chủ nhà phải chặt cây. Trong tháng 10, đài 11 Alive từng đưa tin về một hiệp hội chủ nhà yêu cầu người sống trong cộng đồng Suwannee phải chặt cây của họ và chủ nhà phải trả tiền hóa đơn. Bây giờ một số người dân trong một khu phố khác của Gwinnett County cho biết hiệp hội chủ nhà của họ đang yêu cầu họ phải loại bỏ cây cối. Nhìn từ xa thì nơi đây có thể giống một khu phố bình thường, nhưng nếu để ý kỹ hơn, sẽ thấy những cây trưởng thành bên cạnh những cây mới nhỏ hơn. Lý do đằng sau điều đó khiến nhiều người dân khó chịu. Cây cối trong khu phố Webgen Farms đứng sừng sững được gần 20 năm nay, vậy mà giờ đây hiệp hội chủ nhà yêu cầu chủ nhà phải chặt hết những thân cây to lớn và uy nghi để thay bằng những cây mới nhỏ xíu. Một chủ nhà xin giấu tên cho biết, ngày nào cũng có thành viên của hiệp hội chủ nhà đến nhà cô yêu cầu chặt hết cây lớn với một giá không hề rẻ, ít nhất là 300 Mỹ kim. Họ đi rảo từ khu này đến khu khác, muốn cắt giảm mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu. Theo thông báo mà hiệp hội chủ nhà gửi qua email cho đài 11 Alive, họ yêu cầu chủ nhà loại bỏ những cây không được chăm sóc đúng cách và thay thế bằng những cây mới miễn phí. Tuy nhiên thì cư dân Webgen Farms cho biết những cây mới đã chết mặc dù thời tiết không khắc nghiệt. Chúng tôi hoàn toàn chán ngấy và cảm thấy hiệp hội chủ nhà thiếu tôn trọng năng lực của mọi người trong cộng đồng. Một số cây mới trồng vẫn còn nhưng cư dân nói rằng những cây mới này càng ngày càng eo uột, không biết có qua được mùa đông này hay không. Và tin về một tên trộm ở Sandy Springs quay lại hiện trường để trả lại một số vật đã ăn cắp. Sở Cảnh sát thành phố Atlanta muốn tìm ra kẻ đứng sau vụ đột nhập vào một ngôi nhà ở Sandy Springs. Kẻ gian đã lấy đi hàng ngàn Mỹ kim đồ trang sức và túi xách, nhưng vụ đột nhập này diễn ra một cách kỳ lạ vài ngày sau khi gây án. Nạn nhân nói với đài Fox 5 rằng vài ngày sau khi đột nhập thì có người quay lại nhà nạn nhân và vứt một túi rác nhựa gần hộp thư, trong đó có nhiều món đồ đã bị lấy trộm. Chủ nhà cho biết việc những kẻ gian này không ngại quay lại cùng khu phố với các vật dụng đã lấy trộm thật là một điều kỳ lạ.
nhưng điều đó cũng đáng lo ngại. Màn hình của camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh của tên trộm này, đó là một phụ nữ. Cảnh sát Sandy Spring nói với đài Fox 5 rằng họ muốn nói chuyện với cô gái này. Chủ nhà không muốn cho biết danh tính vì lo lắng sự an toàn của mình. Và chủ nhà chỉ nói rằng toàn bộ tình huống này thật đáng sợ. Cô kể tiếp, lúc đó là 11 giờ sáng, là ban ngày, thanh thiên bạch nhật, và kẻ gian dám quay trở lại. Kẻ gian không biết rằng chúng tôi đã biết mặt cô ta. Sau đó cô ta còn gõ cửa nhà tôi để xin việc làm. Chủ nhà cho biết chỉ vì một số đồ vật đã được trả lại không làm cho vụ đột nhập trở nên ít tội ác hơn. Sở cảnh sát Sandy Spring cho biết nếu cư dân biết bất cứ điều gì vui lòng gọi vào đường dây ẩn danh của sở cảnh sát Sandy Springs. Hai cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng tại quận Perth. Cảnh sát trưởng Jim Morgan thuộc nha cảnh sát Jackson cho đài truyền hình Fox 5 biết khoảng 3 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 11, họ nhận được điện thoại khẩn cấp thông báo về một người đàn ông đang nổi cơn thịnh nộ tại căn nhà thuộc vùng Fox Hollow. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cửa mở, một người đàn ông ở trong nhà đã nổ súng khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Những cảnh sát bị thương quay trở lại, nhưng kẻ nổ súng tự phong tỏa ở bên trong và biến mất. Cuộc đối đầu với nghi can khiến một cảnh sát bị gãy cổ tay, một nữ cảnh sát bị thương ở chân. Họ được đưa đến bệnh viện điều trị và đã về nhà, vì vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Đội SWAT của quận Perth đưa một nhà đàm phán đến để cố gắng thuyết phục tay súng đầu hàng. Khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Hai 14 tháng 11, nghi can đã ra đầu thú. Được biết nghi can cùng với người bà con là chủ sở hữu của căn nhà nói trên. Họ chưa tiết lộ danh tánh của nghi can và của người chủ nhà. Cảnh sát Morgan vui mừng vì nhân viên của ông chỉ bị thương nhẹ trong vụ đối đầu này. Và tin về tài xế Service Motor kỷ niệm 50 năm phục vụ trong ngành. Cơ quan vận chuyển tốc hành đô thị Atlanta vừa tôn vinh và kỷ niệm 50 năm hoạt động của ông Coy Dumas Jr., người đã làm việc lâu năm trong ngành. Ông Dumas là cư dân gốc Adamsville, bắt đầu gia nhập vào ngành vận chuyển công cộng vào năm 1972, khi cơ quan này được biết đến với cái tên là nhà ga quá cảnh Atlanta. Ban đầu, những hành khách đi trên xe bus thường hỏi, Dumas đã đủ tuổi để lái xe bus chưa, vì họ thấy ông ta còn rất trẻ. Nhưng ông đã giúp họ tin tưởng vào khả năng điều khiển tay lái của mình. Trong suốt 50 năm lái xe bus, ông Dumas đi qua những tuyến đường ở phía tây Atlanta. Hiện lái xe theo tuyến đường 853 ra khỏi Westlake trên tuyến đường Blue Line rất an toàn. Chủ tịch hội đồng quản trị Motor là ông Rika Scott ước tính rằng ông Dumas đã chở 2,8 triệu hành khách, lái xe hơn 2 triệu lần kể từ khi bắt đầu trở thành tài xế Service Motor. Suốt 50 năm qua thì ông Dumas lái xe rất an toàn, chưa từng bị tai nạn giao thông, có mối quan hệ thân thiết với các cộng đồng ở West Atlanta và mọi người đều biết ông. Ông không chỉ là tài xế Service mà còn là thành viên quan trọng trong cộng đồng, đồng thời là một thành viên của gia đình. Ông đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của Motor, vì thế cơ quan đã tôn vinh sự nghiệp đáng nể phục của ông. Ông Dumas là một trong số những tài xế của Motor tham gia sự kiện King Day hàng năm, lái xe bus Rosa Park đến trung tâm King và các địa điểm khác. Ông quan niệm công việc là một lời mời gọi, và hơn nữa thì ông vận chuyển loại hàng hóa quý giá nhất, đó là tánh mạng của con người. Motor sẽ thực hiện những bảng quảng cáo kỹ thuật số kỷ niệm 50 năm trong ngành của ông trên toàn thành phố Atlanta trong tháng 11.